Ngày 9 tháng 8, thì chính phủ Trung Quốc đã công bố số liệu thống kê cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI, thước đo chủ chốt của lạm phát trong tháng 7 đã giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi đi ngang trong tháng 6, trong khi chỉ số giá sản xuất PPI của Trung Quốc cũng giảm 4,4% trong cùng giai đoạn, đánh dấu tháng giảm thứ 10 liên tiếp. Giá sản xuất giảm đồng nghĩa với việc tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng đi xuống. Sự giảm giá của CPI không phải là một thông tin tích cực bởi nó cho thấy sức tiêu dùng yếu trên thị trường, ngay cả khi Trung Quốc đã mở cửa toàn diện kể từ sau đại dịch COVID-19. Theo Bloomberg, thì trong tháng 7, người tiêu dùng Trung Quốc đã cắt giảm chi tiêu ở mọi lĩnh vực trừ du lịch và nhà hàng so với tháng 6. Và tôi thấy là kể từ khi mà chính phủ Trung Quốc công bố các số liệu thống kê về CPI tháng 7 thì rất nhiều chuyên gia họ đã nhắc đến khả năng là Trung Quốc có thể rơi vào trạng thái giảm phát. Rõ ràng đây là một cái vấn đề không phải nhỏ đúng không ạ? Vâng, thưa anh Hữu Chí. Ngược lại với giảm phát là tình trạng giá hàng hóa tăng vọt thì giảm phát là tình trạng giá hàng hóa liên tục giảm. Nguyên nhân là bởi người tiêu dùng do lo ngại về triển vọng kinh tế đã thắt chặt hầu bao, cắt giảm chi tiêu khiến hàng hóa không tiêu thụ được, qua đó làm giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp. Nền kinh tế Trung Quốc thì đã mở cửa toàn diện kể từ sau đại dịch COVID-19, nhưng giá hàng hóa không tăng mà còn giảm. Đây là một xu hướng cần quan tâm. Và để tìm hiểu thêm về vấn đề này thì chúng tôi đã kết nối với phóng viên Thái Bình, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Xin chào anh Thái Bình, xin anh cho biết chính phủ Trung Quốc nhận định như thế nào về diễn biến của chỉ số CPI trong tháng 7 vừa qua thưa anh? Vâng, nhà thống kê trưởng Đổng Lợi Quyên, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho rằng CPI tháng 7 giảm, tức là âm 0,3% là do nền so sánh cùng kỳ năm ngoái cao. Nó chỉ mang tính giai đoạn ngắn. Nhiều chuyên gia Trung Quốc cho rằng nếu so với CPI của tháng 6 thì CPI tháng 7 vẫn tăng dương 0,2%, tức là chỉ số giá phục hồi dần dần. Nhưng lần đầu tiên sau gần 3 năm, cả chỉ số CPI và chỉ số PPI đều giảm, càng làm tăng tính cấp thiết đối với các nhà hoạch định chính sách để thúc đẩy nhu cầu trong nước và hỗ trợ tăng trưởng. Nhiều chuyên gia cho rằng chính phủ cần một gói hỗ trợ toàn diện từ tài chính miễn giảm thuế. Nhà phân tích Châu Mậu Hoa từ Ngân hàng Quang Đại Trung Quốc cho rằng CPI lạm phát giá âm không có nghĩa là Trung Quốc bị giảm phát. Dự báo giá tiêu dùng tăng vào mùa hè và một số giá thực phẩm bắt đầu tăng trở lại vào tháng 8, một phần do lũ lụt ở miền Bắc. Còn chuyên gia Ôn Bân, Ngân hàng Dân Sinh, PPI sẽ thu hẹp đáng kể mức giảm từ khi một gói kích thích toàn diện mang tính chu kỳ sẽ được tung ra. Khi đó, tăng nhu cầu tiêu dùng và CPI trở lại mức trung bình. Vâng. Vâng, chúng ta sẽ quay trở lại với anh Thái Bình trong ít phút nữa. Qua phần trao đổi của phóng viên Thái Bình thì chúng ta có thể thấy rằng giảm phát mới chỉ là một nguy cơ chứ chưa phải là điều đã xảy ra. Nhưng với việc sức mua từ các đối tác thương mại lớn của Trung Quốc cũng suy yếu, thể hiện qua việc kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 7 giảm tới 14,5%, tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ cao, thị trường bất động sản trầm lắng đang cho thấy các nguy cơ về việc nền kinh tế Trung Quốc có thể sẽ mất động lực tăng trưởng. GDP quý 2 năm 2023 của Trung Quốc chỉ đạt 6,3%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 7,3%. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ du lịch nội địa, yếu tố mang tính thời vụ, trong khi bán lẻ và công nghiệp sản xuất, những trụ cột quan trọng của nền kinh tế lại liên tục giảm. Theo các chuyên gia, áp lực giảm phát sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn từ 1 đến 2 tháng, bởi chu kỳ tăng giá mới hay lạm phát vòng 2 đang được dự báo sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn nửa cuối năm nay trên toàn cầu. Gạo, thực phẩm và nhiên liệu là những mặt hàng chịu tác động nhiều nhất. Kể từ đầu năm nay, mức chỉ số giá tiêu dùng CPI hàng năm đã liên tục dao động và có xu hướng giảm. Chỉ số này suy giảm trong tháng 7, chủ yếu là do nhu cầu phục hồi chậm và mức cơ sở so sánh cao của năm ngoái. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô vẫn ổn định, lượng tiền cung ứng ra thị trường vẫn duy trì đều đặn. Điều này rõ ràng khác với tình trạng giảm phát điển hình trong lịch sử. Vì vậy, chúng tôi cho rằng sẽ không có nguy cơ giảm phát trong nửa cuối năm 2023. Thực tế cho thấy, các chính sách tháo gỡ khó khăn tại Trung Quốc tập trung vào cả bên phía cung và bên cầu đều chưa mang lại tác động lan tỏa. Bởi niềm tin và khuynh hướng ưa thích rủi ro đầu tư của doanh nghiệp và người dân đều bị suy giảm nghiêm trọng. Hệ quả là liên tiếp các cơn gió ngược xuất hiện như suy giảm đầu tư, thất nghiệp thanh niên cao kỷ lục, thanh khoản thị trường bất động sản thấp. Sự phục hồi chậm của Trung Quốc sẽ làm chậm cái sự phục hồi chung
của tăng trưởng kinh tế toàn cầu và từ đấy tác động lan tỏa đến các nền kinh tế trong khu vực, trước hết là khu vực Đông Nam Á và khu châu Á Thái Bình Dương. Tuy nhiên là tăng trưởng của Trung Quốc bị chậm lại cũng sẽ khiến cái quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng của quốc gia này diễn ra nhanh hơn. Và đặc biệt là những cái vấn đề căng thẳng về địa chính trị giữa Trung Quốc với Mỹ cũng có thể khiến cho cái tái cấu trúc chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao hoặc là có sự nhiều vốn sang một nước thứ ba. Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2023 là 5%, mức thấp nhất trong nhiều thập niên. Vâng, rõ ràng là có những quan ngại về đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc, mà trước mắt là cần phải giải quyết bài toán tiêu dùng. Quay trở lại với phóng viên Thái Bình, xin anh cho biết là chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện các giải pháp nào để kích cầu tiêu dùng thưa anh? Vâng, chuyên gia Hùng Nguyên tại công ty chứng khoán Quốc Sinh cho rằng Trung Quốc sẽ tập trung thúc đẩy niềm tin thị trường, mở rộng nhu cầu trong nước, thúc đẩy tiêu dùng và ổn định lĩnh vực bất động sản. Còn chuyên gia tài chính Lục Đình đến từ Nomura kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc từ nay đến cuối năm sẽ cắt giảm lãi suất 2 đợt nữa, mỗi đợt 10 điểm cơ bản, cũng như cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc 25 điểm cơ bản để bơm nhiều tiền ra cho nền kinh tế. Kỳ vọng từ các nhà nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc, tôi nghĩ cũng là những gì mà ngành chức năng Trung Quốc đang dự liệu. Bởi lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã phát biểu mang tính chỉ đạo về nhanh chóng giảm lãi suất huy động, làm cơ sở cho các ngân hàng thương mại cắt giảm lãi suất cho vay, bơm tiền ra cho các lĩnh vực trọng yếu đang gặp khó. Trong đó có lĩnh vực bất động sản, ô tô điện, gia hạn hỗ trợ thuế cho người mua xe ô tô điện đến năm 2027, bán một chiếc ô tô tạo việc làm cho nhiều ngành nghề. Dạo quanh thị trường xe ô tô điện, tôi thấy là nhiều hãng nội địa của Trung Quốc, một chiếc giá tầm 1 tỷ đồng thì khuyến mãi ngay tầm 100 triệu. Hay bơm liều thuốc bổ trực tiếp vào doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ, bằng miễn và giảm thuế VAT, để doanh nghiệp có nguồn tiền đầu tư mở rộng sản xuất. Thật ra thì từ giữa năm nay, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã có những biện pháp để kích cầu tiêu dùng, nhưng có vẻ là chưa đủ. Nhưng để kéo nhanh tăng trưởng những tháng cuối năm, các chuyên gia đang chờ đợi những gói, những giải pháp toàn diện rộng hơn. Trước mắt là chờ đợi giảm tiếp lãi suất trong thời gian gần. Trở lại trường quay. Vâng, cảm ơn anh Thái Bình, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Với các cụm giải pháp nêu trên thì chính phủ Trung Quốc kỳ vọng sẽ đảo ngược đà giảm tốc của lĩnh vực tiêu dùng và biến tiêu dùng trở thành trụ đỡ cho nền kinh tế vào thời điểm xuất khẩu của nước này cũng đang liên tục sụt giảm. Sự hồi phục của thị trường tiêu dùng nội địa sẽ trở thành động lực cho Trung Quốc đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay.